H81. Ồ, nhầm. H61 về rồi các bạn. Đây. Toàn bộ là Samsung nhé. Để các bạn nhìn này. Đẹp không? Bên cũ mà tưởng như bên mới. Tiếc mỗi điều là cái giờ thì H61 nó hơi bị tăng giá. Vì vậy chúng ta phải chấp nhận thôi, cái đường vận chuyển nó khó khăn. Hàn Quốc thì nó vẫn đang dịch bệnh. Phù hợp với các chip đầu G đầu 2, i3 đầu 2 đầu 3 và i5 đầu 2 đầu 3 và i7 đầu 2 đầu 3. Hỗ trợ 16 GB RAM, không kén RAM và cũng không kén CPU và ít bệnh lặt vặt nhất. Cần mua hàng các bạn có thể truy cập no2.vn hoặc call cho mình theo số điện thoại là 0906 010103. Bây giờ chúng ta sẽ ngắm toàn bộ một em nhé. Đây các bạn nhìn thấy đẹp chưa? Đây. Trên mọi các cạnh đều được gọi là đẹp. Tất nhiên là nó cũng về từng lô thôi, nhưng đại đa số là đẹp các bạn ạ. Sản phẩm được bảo hành 1 tháng ở No2. Lỗi là đổi, các bạn có thể mua qua webno2.vn hoặc call cho mình theo số điện thoại là 0906 010103. Cảm ơn các bạn. Lấy số lượng thì call thẳng cho nhanh các bạn nhé.